Hên quá. Mẹ nó. Dạo này xui như chó vậy. Thôi, đi em. Dạo này ế quá. Mấy thằng chơi gái chết dấp ở đâu rồi? Hôm qua mày tiếp khách mấy triệu đâu mà hôm nay than vãn. Sáng nay tao gửi về quê rồi. Mẹ tao bệnh mà còn ráng đi làm, té gãy tay, thật là xui tận mạng mà. Má nó, đời thật là bất công, xà lông không bao giờ thẳng. Kẻ ăn không hết, người lằn không ra. Chơi gái không anh? Tôi nhìn mặt là biết đéo có tiền rồi. Đi chỗ khác chơi mày, tính ám tụi tao hả? Thương con có lớn chưa khôn, đôi chân con bước chênh vênh, ngả nghiêng đời không ngày tháng khiến con trượt dài đôi chân. Con ơi có ngã có đau, nhưng con chưa có quên mau, con tim nồng ấm ân tình để con có được bình yên. Trao con sự sống trên đời, tim đau khi thấy con đau. Con đi qua những mưa rồng, cho con cay đắng trong lòng. Con ơi đây vẫn gia đình ấm áp chờ bước con về. Thank you.
Tụi mày làm cái trò gì vậy? Dám đâm sau lưng tao hả? Mày đi mày lại. Mà mày có quyền chửi tao. Trinh là của tao. Mày không làm cái gì cả. Thời của mày hết rồi. Có tiền, có quyền. Biến mày. Ngon cuối cùng rồi. Ủa? Trời à, đừng nói là cậu cũng như tôi nhé. Tôi buồn, chán nản đủ thứ. Buồn à? À, cuộc sống này có bao giờ vui đâu mà buồn. Cuộc đời cậu chắc không không tệ đến như cuộc đời tôi chứ. Đời cậu như thế nào? Một đời sống trong sung sướng. Tiền của bố mẹ rất là nhiều. Không học hành, không nghề nghiệp, ăn chơi. Bây giờ ở đây nè, ở đây nè. Cậu còn cha mẹ chứ? Cha mẹ thì còn, nhưng tôi không thể nào gặp. Tôi có lỗi với cha mẹ tôi rất là nhiều. Cậu còn với cha mẹ, còn tôi. Anh em mình chung một số phận thôi. Anh chị mà không, thôi cho cậu hay. Thôi, còn sống. Tôi còn sống. Tôi còn sống là tốt rồi. Còn sống là không thua à. Không, không thua à. Không thua à. Không thua. Thôi, ngủ đi. Mua bánh bao hả anh? Dạ. Mua cái 15 hay 20 anh? Dạ lấy em cái 15. Dạ anh đợi xíu. Ê thằng kia cơ. Ơi anh. Anh làm gì đấy? Thôi anh cứ yên tâm để tôi gửi cho. Ừ gửi đi. Nhiêu bao nhiêu? 15 ngàn. Cho anh 20 ngàn luôn nè.
hèn cho thằng đó đấy. Thôi thôi bớt giận đi anh. Giọt mồ hôi nước mắt của ta, đồng tiền ấy quý giá vô cùng, em biết không em? Để rồi ta nhớ về từng ngày xưa, ngửa tay xin mẹ cha, mà ta đâu có hay những đắng cay cha mẹ trải qua. Tiền thật là đáng quý, nhưng tình người còn đáng quý hơn. Đừng vì tiền quên đi tình yêu thương em ơi. Ngày xưa ta đâu hay, ta đâu biết sự đời. Tiền cứ tiêu nhưng có hiểu giá trị đâu. Nhiều khi ta vung tay, ta tiêu rất nhiều tiền vào cuộc chơi đánh rơi tình người. Đời không tươi như hoa, không mang mãi màu hồng. Giờ trắng tay ta mới hiểu ra chị kia. Giờ thân ta phong ba nghe cay đắng ngập tràn. Thương cha mẹ nhọc nhằn những tháng